X51 Story mến chào quý thính giả. Sau khi lên ngôi, ý thức được thù trong giặc ngoài luôn đe dọa đến vương triều của mình, Hồ Quý Ly đã mưu toan xây dựng một đội quân đông đảo nhất trong lịch sử nước Nam. Có lần Hồ Quý Ly nói với các quan rằng, làm sao để có 100 vạn quân để chống giặc Bắc. Viên Đồng Chi khu mật sứ Hoàng Hối Khanh dâng lên kế sách, làm sổ hộ tịch trong cả nước, biên hết vào sổ những nhân khẩu từ 2 tuổi trở lên và lấy số hiện tại làm thực số, không cho người lưu vong mà vẫn biên tên trong sổ. Yết thị cho các phiên trấn Huế có người kinh nào trú ngụ thì đuổi về nguyên quán. Đến năm 1401, làm sổ hộ tịch xong, tính số người từ 15 tuổi trở lên 60 tuổi trở xuống được gấp bội so với trước, cho nên năm 1402 điểm binh càng nhiều. Hồ Quý Ly, Hồ Hán thương lập phép hạn chế gia nô, chiếu theo phẩm cấp được cấp số lượng khác nhau, thừa phải dâng lên triều đình. Bây giờ nhiều sĩ đại phu tham phú quý, muốn được lòng nhà Hồ, dâng thư khuyên giết hại con cháu nhà Trần, giảm bớt số ruộng và nô để nén bớt thế lực của họ. Năm 1405, Hồ Hán thương định quân Nam Ban và Bắc Ban, chia thành 12 vệ, quân Điện Hậu Đông và Tây chia thành 8 vệ, mỗi vệ 18 đội, mỗi đội 18 người. Đại quân thì 30 đội, trung quân thì 20 đội, mỗi doanh là 15 đội, mỗi đoàn là 10 đội, cấm vệ đô thì 5 đội, do đại tướng quân thống lĩnh. Tổng số quân trong 12 vệ Nam Bắc là 4.320 người, trong 8 vệ Đông Tây là 2.820 người, trong mỗi đại quân là 540 người, trung quân là 360 người. Lại đặt 2 vệ Thiên Ngưu và Phụng Thần thuộc quân Long Tiệp, cùng đặt các chức thủy quân đô tướng và bộ quân đô úy. Lại thêm hương binh, chọn người có chức tước tạm cho cai quản. Mộ những kẻ vong mệnh làm quân dũng hãn, đặt chức thiên hộ và bách hộ để cai quản. Quân đội nhà Hồ quả thật là rất đông đảo, so với quân chính quy nhà Minh lúc bấy giờ có lẽ không thua kém là bao. Tuy nhiên, binh pháp cũng có nói, quân quý hồ tinh bất quý hồ đa. Quân nhà Hồ đông nhưng không tinh nhuệ, không thiện chiến. Và quan trọng hơn, như Hồ Nguyên Chừng đã nói với vua cha, thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo. Và đúng thật như ông đã nói, quân đội nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh chỉ đánh được một trận oanh liệt trong trận Tử Chiến thành Đa Bang, còn lại hầu hết là thua và chạy dài cho đến khi mất nước. Thực ra tình thế bấy giờ nếu khi quân Minh kéo sang nước ta, vua tôi nhà Hồ làm theo kế của tướng Bố Đông thì diễn biến sẽ có đổi khác. Về nhân vật Bố Đông, sử sách ghi chép không nhiều, chỉ biết rằng ông là tướng của Chiêm Thành, tháng 8 năm Bính Tý, tức năm 1396. Hồ Quý Ly sai tướng Trần Tùng đi đánh Chiêm Thành, bắt được tướng Bố Đông đem về. Thấy ông là người thao lược nên Hồ Quý Ly mến tài, vì thế là từ thân phận một tù binh, Bố Đông được Hồ Quý Ly đổi họ tên mới là Kim Trung Liệt, lại cho làm tướng coi quân Hổ Bôn, còn gọi là Hổ Dực. Theo binh chế xưa thì võ quan chỉ huy quân Hổ Bôn gọi là Hổ Bôn Trung Lang Tướng, theo cách gọi dân gian là Hổ Quan vì đội một loại mũ có hình đầu hổ, mũ Hổ Quan. Về mặt Hán tự, Bôn, có nghĩa là chạy, cũng có nghĩa là người dũng sĩ, Hổ, biểu thị cho sức mạnh, uy dũng vì thế Hổ Bôn có nghĩa là đội quân sĩ hùng mạnh. Truyền rằng xuất xứ của lực lượng tinh nhuệ này có từ thời Chu Vũ Vương phạt trụ. Trong quân của Vũ Vương có lực lượng được gọi là Hổ Bôn gồm các dũng sĩ tinh nhuệ, dũng cảm đã góp phần quan trọng vào việc lật đổ triều Ân Thương, lập ra nhà Chu. Sau này các triều đại dựa trên điển tích đó mà lập đội quân tinh nhuệ lấy tên là Hổ Bôn. Hổ Bôn là đội quân với những người lính khỏe mạnh, thiện chiến nhất, giữ vai trò tiên phong, làm mũi xung kích chủ lực trên chiến trường. Họ được trang bị mũ hình đầu hổ, mặc giáp trụ bằng đồng hoặc sắt gọi là Minh Quang hoặc Sơn Văn. Như vậy, Bố Đông được tin tưởng giao phó chỉ huy một đội quân tinh nhuệ chứng tỏ Hồ Quý Ly rất coi trọng tài năng và sự dũng mãnh của ông. Điều này hoàn toàn có căn cứ, bởi không lâu sau Bố Đông lại được cử tham gia xây dựng hệ thống phòng ngự tại thành Đa Bang. Khi quân Minh sắp tràn sang xâm lược, tướng Bố Đông hiến kế đem quân lên đánh chặn giặc ngay địa đầu biên giới. Đây là kế sách mà cha ông ta từ thời Bà Trưng, Lý Nam Đế, Lê Đại Hành đã áp dụng, đánh giặc ngay khi chúng mới đến, đánh phủ đầu làm mất nguyệt khí của giặc, lại ngăn không cho chúng cơ động đánh sâu, lấn rộng vào nội địa. Thế nhưng vua quan nhà Hồ đã không thực thi theo kế sách này, không lâu sau Bố Đông bị bệnh rồi mất, không chứng kiến kết cục bi thảm của nhà Hồ. Cuối năm 1406 Đại Minh kéo quân tấn công xâm lược Đại Ngu. Thật không may cho nhà nước Đại Ngu non trẻ khi bấy giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều không đứng về phía cha con Hồ Quý Ly. Dù cho cha con họ Hồ đã tiên liệu từ trước đó khá lâu bằng việc xây dựng thành lũy Tây Đô vững chãi năm 1397, bằng việc Hồ Nguyên Chừng cải tiến chế tạo ra súng, thần cơ thương pháo, cùng thuyền cổ lâu huyền thoại thì số phận của Đại Ngu cũng thật là bi thảm. Đại Ngu, năm 1400 đến năm 1407, là quốc hiệu nước Đại Việt bị Lê Quý Ly đổi tên sau khi cướp ngôi từ tay cháu ngoại là Thiếu Đế Trần Án. Bản thân Lê Quý Ly cũng đổi sang họ Hồ vì ông cho rằng tổ tiên có nguồn gốc họ Hồ dòng dõi nhà Ngu bên Trung Quốc. Chữ Ngu cũng có nghĩa là an vui. Các triều đại về sau cho rằng Đại Ngu cùng Hồ Quý Ly là Ngụy quân Ngụy quyền,
nên sử sách nhiều thời kỳ không công nhận Đại Ngu như là một nhà nước độc lập thống nhất. Nhà Minh từ những năm cuối vương triều Trần đã bắt đầu dòm ngó, hăm he nước Đại Việt bằng những hạch sách cống nạp hết sức nặng nề và vô lý. Nhưng vì Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương cuối đời lo thu dẹp các thế lực chống đối nên chưa rảnh tay tiến đánh Đại Việt. Đến khi người con thứ tư của Chu Nguyên Chương là Yên Vương Chu Đệ lật đổ người cháu trai, con của người anh cả rồi ổn định các thế lực trong một cuộc nội chiến đẫm máu thì ở phương Nam bấy giờ nước Đại Việt đã được thay thế bằng nhà nước Đại Ngu. Và cũng thật là không may cho nhà nước Đại Ngu non trẻ đầy bất ổn khi ấy phải sắp đương đầu với đội quân bạo tàn được chỉ huy bởi những viên tướng thuộc hàng giỏi nhất từng tấn công xâm lược nước Việt, đó chính là Trương Phụ và Mộc Thạnh. Cuối năm 1406, hơn 20 vạn quân Minh cùng hàng chục vạn dân phu, khoa trương lên 80 vạn quân, chia làm hai đạo tiến đánh nước ta qua hai cửa ải Pha Lũy, Đồng Đăng, Lạng Sơn và Phú Lệnh, Hà Giang. Quan quân nhà Hồ chống cự quyết liệt nhưng chịu không nổi, nhanh chóng thua trận phải lui xuống phía nam giữ thành Đa Bang, huyện Ba Vì, Hà Tây cũ, bên hữu ngạn sông Hồng. Thành Đa Bang là tuyến phòng thủ chiến lược hết sức kiên cố được cha con Hồ Quý Ly cho xây dựng để bảo vệ Đông Đô, Thăng Long từ xa. Phải nói rằng Đa Bang còn thì Đông Đô còn, Đa Bang mất thì không những Đông Đô cũng mất, mà số phận Đại Ngu chẳng khác nào đem gà vịt mà nhốt vào chuồng sư tử đói. Thế nên bên ngoài thành, bờ sông được che chắn bởi các bãi cọc vững chắc, thân thành đắp bằng đất khá cao, xung quanh được bao bọc bằng mấy tầng hào. Thành Đa Bang không chỉ là một công sự riêng lẻ, mà nó là cả một hệ thống phòng ngự dài 400 km kéo dài từ núi Tản Viên, men theo sông Đà, sông Hồng, sông Luộc và sông Thái Bình, là vị trí chiến lược quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống phòng thủ khi ấy của Đại Ngu. Việc xây dựng chúng nhằm ngăn trục đường thủy, đường bộ mà Hồ Quý Ly dự đoán quân Minh sẽ đánh vào để chiếm lấy đất Đông Đô. Nhìn vào kỹ thuật xây dựng tiên tiến mà nhà Hồ đã áp dụng để xây dựng nên công trình mà chúng ta gọi là thành nhà Hồ hiện nay, có thể biết được sự kiên cố của thành Đa Bang là như thế nào. Có thể khẳng định, thành Đa Bang là một công trình phòng ngự với tường cao hào sâu kết hợp cùng vô số chướng ngại vật trên bộ và trên sông. Tả tướng quốc Hồ Nguyên Chừng còn cho xây dựng một tuyến phòng thủ dọc theo bờ nam của các con sông kéo dài hàng trăm cây số từ thành Đa Bang đến tận Phú Lương Thái Bình. Ngoài ra Hồ Nguyên Chừng còn nghĩ ra một cách đánh mới khi cho đúc nhiều dây xích siêu to trăng qua những khúc sông hiểm trở, đặt hỏa pháo mai phục chờ thời cơ bất ngờ tập kích địch. Thế nhưng hai tướng nhà Minh chỉ huy lần xâm lược này cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Nhận thấy các bãi sông đều có rào cọc phòng thủ chắc chắn, thủy quân khó bề tiến công. Trương Phụ và Mộc Thạnh đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo, dốc toàn lực tấn công thành Đa Bang ngay và luôn. Hạ được thành này thì các phòng tuyến xung quanh cũng lần lượt ngã theo như một hiệu ứng domino mà thôi. Trước đó khi tiến công xuống ngã ba sông Bạch Hạc, Phú Thọ, Trương Phụ và Mộc Thạnh đã cho khắc bảng kẻ tội nhà Hồ lên ván gỗ rồi thả trôi xuôi về Hạ Lưu, trong đó có nội dung hứa hẹn khôi phục nhà Trần. Binh lính nhà Hồ bắt được, truyền đơn, nhiều người mất niềm tin không còn muốn chiến đấu. Trong đó có Mạc Thúy và Đặng Nguyên đã vẽ bản đồ địa hình xin làm hướng đạo cho quân Minh đánh Hồ. Sau khi đánh bại quân nhà Hồ do Tả thần Dực Nguyễn Công Khôi chỉ huy ở bãi Mộc Hoàn đối diện với thành Đa Bang bên Tả Ngạn, quân Minh bắt cầu phao vượt sông, huy động toàn lực tấn công mặt trận chính thành Đa Bang. Cuộc chiến ở thành Đa Bang đã diễn ra hết sức ác liệt. Quân giặc tranh nhau lập công bằng việc dùng thang mây leo lên thành cao, quân nhà Hồ gồng sức kháng cự quyết liệt khiến quân giặc ngã rủng như sung. Xác giặc bị giết chết cao ngang mặt thành nhưng chúng không hề chùn bước. Chùn bước thì cũng chết dưới tay Trương Phụ và Mộc Thạnh, có khi còn thốn và nhục hơn thế nên chúng vẫn cảm tử leo lên thành. Bấy giờ tướng chỉ huy quân Thiên Trường của nhà Hồ là Nguyễn Tông Đồ nóng lòng đào thành xua voi ra đánh. Với vóc dáng uy nghi to lớn, sức càn quét của tượng binh luôn là nỗi kinh hoàng trên chiến trường. Vậy nên thường thì tượng binh là lực lượng bộ binh mạnh nhất rồi. Nhưng lần này đội quân non trẻ nhà Hồ phải chạm trán với một Trương Phụ dòng dõi chiến tướng, lão luyện trận mạc khi trước đây có công lớn trong việc dọn dẹp các thế lực nội phản giúp Chu Lệ. Thế nên ông ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này khi tận dụng kinh nghiệm, thủ thuật và hỏa tiễn bắn dọa khiến voi sợ phải lùi lại và chạy ngược vào thành, quân Minh đông như kiến cỏ nhân đó theo voi đánh ùa vào. Thế là thành Đa Bang thất thủ, kéo theo tuyến phòng thủ Phú Lương do Hồ Nguyên Chừng chỉ huy cũng tan vỡ theo. Tiếp đó quân Minh tràn xuống tiến đánh Đông Đô, hai ngày sau thì đến lượt Đông Đô thất thủ, ấy là ngày 22 tháng 1 năm 1407. Tháng này tiếp theo là những cuộc truy lùng tìm bắt cha con Hồ Quý Ly. Phía nhà Hồ trốn chạy và phản công nhưng hầu hết đều thất bại. Trong đó có một trận phản công dữ dội tại Bến Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên. Hồ Nguyên Chừng hội quân cùng với Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương đưa binh từ Tây Đô ra, tổng cộng có 7 vạn khoa trương lên 21 vạn, tiến đánh quân Minh ở Hàm Tử. Trương Phụ và Mộc Thạnh bằng hai mặt thủy bộ ào ạt xông ra đánh. Tài liệu nhà Minh ghi rằng tên đạn trận đó hai bên bắn ra như sao xa, chớp giật. Kết cục quân nhà Hồ bị đại bại, cha con Hồ Quý Ly phải lui về giữ Thanh Hóa. Trên đường trốn chạy, Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương gặp ngự sử trung tán Ngụy Thức. Ngụy Thức thẳng thắn đưa ra lời khuyên, nước sắp mất, bậc vương giả không nên để chết trong tay kẻ khác.
xin thượng hoàng và bệ hạ tự thiêu mà chết đi còn hơn. Quý Ly nghe thế nổi giận chém chết Ngụy Thước rồi cùng tùy tùng chạy vào Nghệ An. Quân Minh vẫn giáo giết truy đuổi. Trương Phụ, Mộc Thạnh, Lý Bân đuổi theo bằng đường bộ, Liễu Thăng và Hoàng Trung đuổi theo bằng đường thủy. Vậy là địch bùa vây từ muôn hướng, chịu không nổi nhiệt. Tháng 6 năm 1407, Hồ Quý Ly bị quân Minh bắt ở bãi Chi Chỉ, Hồ Nguyên Trừng bị bắt ở cửa biển Kỳ La, Hồ Hán Thương và con là Thái tử Nhuế bị bắt ở núi Cao Vọng, Hà Tĩnh. Thế là mất nước, đất nước bắt đầu rơi vào thời kỳ u ám nhất lịch sử dân tộc Việt. Cả ba cha con Hồ Quý Ly, Thái tử Nhuế cùng nhiều con cháu lưu thuộc sau đó bị giặc Minh bắt giải sang Kim Lăng, Trung Quốc, cuối cùng hoặc bị giết hoặc bị đày ải đến chết trên đất Minh. Riêng người con trai cả Hồ Nguyên Trừng được nhà Minh tận dụng khả năng chế tạo vũ khí, tha chết, bắt đổi tên là Lê Trừng và đến cuối đời Minh Anh Tông được phong làm Tả Thị Lang Bộ Công. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ mặc dầu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không phát động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia chiến đấu. Thêm vào đó, ba cha con họ Hồ cùng tướng lĩnh triều Hồ chưa phải là những vị tướng tài giỏi xứng tầm với các đại tướng của Minh Thành Tổ Chu Đệ Vị Hoàng Đế được xem là kiệt xuất nhất triều đại nhà Minh. Vậy nên chỉ trong vòng nửa năm, cuộc kháng chiến đã nhanh chóng thất bại. Trận tử chiến ở thành Đa Bang là một trận đánh lớn khi quân nhà Hồ đã tung hết sức gồng mình chiến đấu chống lại đội quân tàn bạo Đại Minh. Thế nhưng vì nhà Hồ đã thất bại ở trận đánh then chốt này rồi sau đó để mất nước nên sử sách về sau ít nhiều đã làm vơi đi tầm vóc vốn có của một trận chiến kinh hoàng đẫm máu binh lính của cả đôi bên. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.